thiết kế xe VinFast President có xứng đáng dẫn đầu phân khúc. Mới đây, hãng xe hơi VinFast đã chính thức ra mắt thị trường mẫu ô tô mới nhất của mình mang tên VinFast President. Đây là phiên bản giới hạn đặc biệt. VinFast President 2020 sở hữu kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 5146 x 1987 x 1760 mm. So với lắc SA 2.0, President được gia tăng về chiều dài với mục đích mở rộng thêm không gian cho hàng ghế thứ hai. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm của xe VinFast President lại khá thấp, chỉ 183 mm. Với dáng vẻ này, dường như nhà sản xuất muốn mang đến một mẫu xe thiên về chạy phố hơn là kiểu xe địa hình. Về đầu xe, khi nhìn từ phía trước, VinFast President 2020 nổi bật với hệ thống lưới tản nhiệt, thiết kế hình kim cương mang kích thước lớn. Hai bên xe là hệ thống đèn pha dạng LED có khả năng chiếu sáng với hiệu quả cao. Trên nắp capo, đội ngũ thiết kế đã khéo léo bố trí thêm hốc hút gió cỡ lớn. Từ đây, tổng thể chiếc xe hiện hữu với vẻ đẹp mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Về thân xe, hai bên thân xe có sự xuất hiện của những đường gân dập nổi. Tất cả người dùng đều cảm nhận được vẻ đẹp cứng cáp của mẫu xe này khi nhìn từ bên cạnh. Toàn bộ thân xe được đặt trên bộ la răng hợp kim vô cùng cứng cáp. Cuối đuôi xe là sự xuất hiện của ống xả hình thang viền chrome và logo President như một cách khẳng định thương hiệu cho mẫu xe này khi nhìn từ phía sau.